Chào quý vị khán giả và các bạn nha. Đây anh này thầy ông anh mình này hôm á đang trúng cá và anh chạy gọng lâu ngày bị yếu á, gọng này bằng tre lắp keo á, bây giờ ảnh gãy gọng rồi đây. Đó bây giờ cũng có gọng thay thế rồi ha. Đó, khúc kia để ảnh quắn bỏ lên trên mui nè. Cái này nữa về mua cái khúc sắt các bạn. Ốp nối nó lại á, hoặc là lấy tre mình lấy khúc cây tròn tròn á, mình đóng bên giữa cái mình bắn vít mình lắp keo đồ lại á cho nó sâu sâu vô. Mới mượn được chiếc gọng dưới dép đó luôn các bạn. Gọng của anh kia để Cumin 290 lần quá dài luôn, dài không gọng đâu, khoảng ảnh đâu khoảng một mét mấy gì đó ha. Cái kia gãy nè, anh bỏ lên trên mùi nè, anh mở cái này ra anh gác lên trên nè. Anh này đang siết vô lon lại mượn đỡ gọng của anh kia, anh kia ảnh không có sử dụng á. Lấy máy mài máy cắt rồi kia qua ha. Cắt ra cái gì ở đây, cắt rút cốt ra các bạn. Chiếc trước thì có cái máy phát điện á, đó quay lên này xịt khói rồi đó. Mình cắt ra, cắt hai cái chữ V á, cây chổi bằng inox các bạn. Mấy anh em giờ xài dép bằng inox không ha. Cái này bằng tre nó giòn á, lâu ngày nó giòn á. Sắt thì dễ thay các bạn, cái sắt thì nó ấy thì mình cắt ra cái mình mua khúc khác mình hàn lại thôi. Ngoài ngoài đảo ngoài này á, làm đồ đạc đồ kia khó lắm các bạn, vì anh mượn chạy đỡ á, vô trong bờ rồi làm cho nó dễ á. Trong bờ làm cái gì thì cũng dễ hết. Mới chạy được đâu có con giả hay giả rồi đó, cá đang nổi lên nè, xèo xèo luôn rồi đầu bị gãy gọng, anh chạy anh ngủ sớm luôn. Cắt xong rồi nè, bắt đầu anh rút cốt ra xong rồi các bạn. Đó là cái tre đúc lên trên nè ha. Gọng này quá dài luôn, gọng này khoảng trên 11 mét á. Đang khoan dây lại các bạn, cuốn vào cái dây cũ lại, vị chiếc bên kia thì có đầy đủ hết trơn luôn. Inox á, đi có hai người à. Gãy ngay khúc giữa luôn, ngay khúc đầu thì mình còn cắt nối lại nó dễ á.
mình cắt ra mình thục nó vô, nó cục hơn chút xíu cũng không sao. Còn cái này thì gãy ngay chân giữa thôi thì bó tay. Tinh khiên bỏ lên trên cabin trên luôn nè. Đúc lên đấy bạn, đúc lên cho nó gọn nha. Tre thì nó nhẹ, lâu ngày á nó khô quá. Còn cái dép thì anh để ở đó cho nó gọn nha. Dép khiêng lên, hai người khiêng lên nặng lắm. Sáng bị gãy gọng đây, bây giờ trên đường chạy ra đó anh thử cào chỉnh dây đầu kia đó bạn. Ở gọng này khá là dài luôn á, thì không có đó, rồi chạy đỡ cào nó hơi vắng á, vắng khoảng 1 mét, tầm khoảng 1 mét mấy á. Đang chạy thử á, test thử với thầu dây đồ kia vô á, gọng này nó dài á, thì kích cỡ nó khác hơn rồi, nó giống như cái cũ á. Cái này 5 giờ mấy rồi, 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi, mặt trời sắp lặn rồi, mặt trời lặn luôn rồi chứ bạn. Đó, gặp đây đó, đang thử đây đó, anh đang trước thâu dây nè. Cái này tối rồi, xa quá anh thấy không rõ không ha. Dép 3 can á. Đó, bắt đầu thử xong rồi lên nó cho dài quá, dài luôn. Dài quá lên nó bị quằn luôn á, tới cái mũi luôn. Rộng nó khoảng 12 mét đó. Đó, chỉnh dây thử cào rồi xong rồi cũng hoàn chỉnh hết rồi, đầu lên ngán. Đầu đầu tới là gặp cá là mấy anh em xuống cào bổ thỏ cào á. Trời mới chỉ mưa xong các bạn, vừa tạnh là mấy anh em mới kéo neo đi luôn á, mới chỉ mưa xong á. Chiều này nhìn bầu trời phải nói là rất là đẹp á. Ở đây thì có chiếc chạy cùng với mình đây, chiếc này thì chạy gọng hơi vắng hơn mình á. Cái này thì chạy rộng 10 mét à, 10 mét, 10 mét 9 mét mấy vậy đó. Đang chạy ra. Rồi giờ tối rồi. Để, tắt máy cái gì tối rồi quay tiếp cho các bạn những quý vị khán giả xem á. Quý vị khán giả xem nếu thấy hay đừng quên đăng ký để ủng hộ mình đó. Thì mình chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.
đâu.